Trong video này, kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin giới thiệu đến quý vị về một số phương pháp uốn sắt bằng thủ công truyền thống. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách uốn sắt từ sắt đường kính nhỏ đến sắt đường kính lớn. Thì trên màn hình là chị công nhân đang uốn sắt đai đường kính 60mm, gọi là sắt phi 6. Thì chúng ta thấy có một cái bàn uốn gồm có một cái thanh gỗ đặt trên hai gác, trên hai cái chân thuyền giáo. Bên trên thì có một cái thanh gỗ nữa, và một đầu là cái bàn uốn bằng kim loại, có một cái cần quay xoay. Chúng ta thấy ngay chỗ gáo của sắt đai nó có hai cái vệt phấn, đó là cái đường này, cái chiều dài, nó là chiều rộng của sắt đai. Nó cũng xếp mà làm dài được tiền để đây là đường kính lớn hơn một chút, là sắt phi 12, tức là đường kính là 12mm. Thì xếp không xếp dùng làm cái cần cua bằng bóng nó không lớn, người có thể là mấy ông kia không thấy vậy cũng làm ông cài chứ, người có thể là một người có thể là làm được. Thì đây là sắt đường kính lớn hơn một chút nữa, là đường kính trên của em đang làm cái sáu em nhận em làm cần phải hai năm mấy một cái cần cua lớn hơn, và có thêm một cái dụng cụ để kê đã. Rồi chúng ta quay qua một vàng một cái công trình nhà ở dân dụng, thì vì các cái phương pháp uốn sắt bằng thủ công truyền thống như thế này thì chỉ còn phù hợp với những công trình nhỏ, mặt bằng thi công chật hẹp, khối lượng sắt không có lớn lắm, vì cái điều kiện áp dụng các máy cắt, máy duỗi, máy uốn sắt nó không phù hợp, do là sản lượng sắt không lớn, mặt bằng không phù hợp để dùng các cái máy móc, chưa kể là nguồn điện ba pha để sử dụng được các cái lò máy không có sẵn có. Thì các cái giải pháp dùng các cái dụng cụ bằng thủ công thì được áp dụng để phù hợp về điều kiện địa hình cũng như là hiệu quả về mặt kinh tế. Thì chúng ta thấy một anh công nhân đang dùng một cái cần cua lớn hơn cái cần cua uốn sắt phi 12, phi 10 lúc nãy một chút, có một cái cục kê và một cái móc dàn vừa là định vị. Chúng tôi làm video này thì để một phần là giúp cho các anh chị em mới tốt nghiệp các cái trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học và muốn tham gia trong lĩnh vực xây dựng hoặc là vào xây dựng, để hình dung từ thực tế. Một mặt là có thể lưu bánh bông lan sữa đặc biệt thơm ngon, trong thời gian 10-15 năm sau này với công nghệ phát triển thì người ta sẽ áp dụng các loại máy móc thiết bị nó phù hợp với từng điều kiện địa hình. Thì đây được xem là những hình ảnh đưa lại trong những thời điểm hiện tại cũng hay mà là năm 2017, và đương nhiên là trước lại từng áp dụng phương pháp thủ công truyền thống như thế này, nhưng người ta cũng xây dựng những công trình tương đối lớn, và hy vọng là cái video này nó nhanh chóng được trở thành tâm điểm, là những kỷ niệm để cái năng suất lao động của chúng ta được cao hơn.
các cái công trình được xây dựng nhanh hơn, đẹp hơn và cũng quy mô lớn hơn với giá thành rẻ hơn. Thì nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì thấy những công cụ nhỏ quá làm biết cái kiểu thôi đó ông làm công, những con người rất là truyền thống, rất là đơn giản, thô sơ. Đây là cái cách uống những cái sắt có đường kính lớn hơn một chút nữa, là sắt phi 18-20 trở lên. Thì ngoài cái việc chúng ta dùng cái cặn cua bằng cái móc cái điểm như nãy thì chúng ta đang ở đây là đang dùng một cái ống tiếp và hai anh công nhân thao tác trong trường hợp này cũng khỏe mạnh hơn, trẻ hơn và lực lượng hơn. Chúng ta dùng một cái cành cua để cố định thân sắt là điện tử và một cái tiếp sắt để uống các loại này thì nó khỏe hơn và năng suất cao hơn. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Nếu video có những cái hình ảnh chưa chất lượng lắm